phẩm đầu tiên của Galileo gồm Tiểu luận năm 1586 với tiêu đề Chiếc cân nhỏ, miêu tả một chiếc cân chính xác để cân các vật thể trong không khí hay trong nước. Và cuốn sách giáo khoa in năm 1606 về hoạt động của một compa hình học và quân sự. Tác phẩm đầu tiên của ông về động lực, khoa học chuyển động và các cơ cấu là cuốn về chuyển động năm 1590 dựa trên động lực chất lỏng của Aristotle và Archimedes, và cơ học khoảng năm 1600. Cuốn Sứ giả sao năm 1610 của Galileo là chuyên luận khoa học đầu tiên được xuất bản dựa trên các quan sát được thực hiện bằng kính viễn vọng và gồm cả sự khám phá các vệ tinh Galileo. Năm 1613, Galileo cho xuất bản cuốn Những bức thư về các đốm mặt trời, cho rằng mặt trời và các tầng trời là không hoàn hảo. Trong tác phẩm này, ông bày tỏ ý kiến hoàn toàn ủng hộ và thuyết nhật tâm. Năm 1615, trong lúc bị tòa án giáo hội bắt đầu khởi tố nhà bác học, Galileo đã viết một luận văn dưới nhan đề Thư gửi đại công tước Christina, nhưng mãi tới năm 1636 mới được in ấn. Năm 1616, Galileo đã viết bài thuyết trình về thủy triều dựa trên mô hình trái đất của Copernicus dưới hình thức một bức thư gửi riêng cho giáo hoàng Orsini. Năm 1623, Galileo xuất bản cuốn Người thí nghiệm, tấn công các lý thuyết dựa trên mô hình của Aristotle. Đầu năm 1632, cuốn sách mang tính chất khoa học giáo dục đầu tiên của ông được xuất bản. Ông viết cuốn sách này để bảo vệ Copernicus và đặt tên cho nó là Đối thoại về hai hệ thống thế giới chính. Thời gian sau đó, Galileo bị mù hẳn. Ở Assisi, nhà bác học viết một cuốn sách mới tên là Những bài thuyết trình về các chứng minh toán học liên quan tới hai khoa học mới vào năm 1638. Đến năm 1655, Huygens mới hiểu rằng Galileo đã phát hiện ra các vành đai của sao Thổ.